Rồi ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang làm một cái cục sạc dự phòng của Topca này. Chả biết đọc là gì, đọc là Topca đi. Cái củ này có cái dung lượng là 20.000, có PD Power này. Đấy. Quick Charge 3.0 luôn. Có đèn LED hiển có đèn LED hiển thị đây, chất LED đây đây. Rồi. Thì đây, các bác có thể thấy này. Có cái đầu vào input. Cái cổng micro này có sạc nhanh luôn các bạn. Type-C cũng có sạc nhanh luôn. Cái cổng Type-C vừa là đầu vào và đầu ra luôn nhé. Đó. Thì cái hãng này em thấy dạo ở đây cũng khá là nổi tiếng, cho nên em thử mua một cái để dùng xem thế nào. Đây. Trong hộp nó chả có gì các bạn, có mỗi cục sạc và cái dây sạc thôi. Hết rồi. Về cái dây sạc này, các bác có thể thấy này, thì em nhìn, em thấy là cái dây sạc này nhìn nó khá là lởm và nó chỉ tặng cho mình cái dây micro thôi. Cái dây này em thấy là không ngon, rồi kệ nó đi. Thì còn đây là cái củ sạc này, cục sạc dự phòng 20.000. Rồi. Thì em thấy nó khá dày thôi, cái chiều dài thì nó cũng không dài mấy. Đây em có con G8 này, nó còn ngắn hơn cả con G8 cơ ạ. Đấy. Chỉ tại là nó dày thôi. Đó. Đằng này thì đặc, đằng này thì khá là rỗng. Đây đèn LED đây, bật lên xem nó bao nhiêu. Đèn LED đây, khá là sáng, đang là 3 mức pin. Thì đây là cái đằng trước của nó đây, có cổng A này, cổng C này và cổng B này. Đấy, cái cổng này vừa sạc vào vừa sạc ra các bạn. Thì em thấy bảo là cái này có cả sạc nhanh nữa. Thì để thử xem phát xem có phải sạc nhanh không. Rồi em đây cũng có cái dây C sang C đây, sạc ngay trên con G8 như thế nào đó. Không có gì các bạn, cổng C mà không có sạc nhanh. Em thử đổi cái dây sạc khác xem nào, kỳ lạ nhỉ. Đây là em vừa dùng cái dây của Apple, có thể là nó không tương thích. Đây thì dùng cái dây của Anker luôn nhé. Em dùng cái dây này của Anker luôn. Cái cầu C này cái quái nào mà không có sạc nhanh không ạ? Em cắm cái dây này vào cái củ khác nhé. Đây. Vẫn là cái dây đấy thôi nhé. Đấy, dây dây xịn luôn nhé, dây của Anker luôn đấy. Đấy, em cắm vào cái củ của Apple đây. Đó, dây ngon mà. Thì cái cổng C này không hiểu sao lại không có sạc nhanh. Trong khi đó là ở phần giới thiệu ấy là có sạc nhanh. Rồi, tiếp theo đấy cổng A xem nào. Cái này hơi khó nhỉ. Cổng A đây, dùng cái dây xịn của BIOS nhé. Rồi. Cổng A đấy. Đấy, cổng A thì có sạc nhanh. Cổng A có sạc nhanh nhá. Và bây giờ em sẽ thử là cái chiều vào của cái cổng này xem là nó có sạc nhanh không nhé. Đây em sẽ dùng cái củ. Đây cái củ của LG này. Ồ, lấy nét hơi khó. Đây, cái củ này thì có sạc nhanh nhá. Quick Charge này. Đấy. Cắm thử vào cái củ này xem có chiều vào có sạc nhanh không. Đây có sạc nhanh các bạn. Đây cái dây của BIOS ấy, khi mà nó hiển thị cái màu xanh lam này này thì có nghĩa là đang là có sạc nhanh nhé. Đấy thì chiều vào có sạc nhanh, nhưng mà chiều ra ấy, thì là không có sạc nhanh các bạn. Đấy, em đã thử hai cái dây rồi, không có sạc nhanh. Mỗi cái cổng này thì có sạc nhanh, với cổng C này sạc cho điện thoại để không có sạc nhanh. Đấy, không hiểu tại sao, trong khi đó là giới thiệu thì có rồi. Cái này ấy, giá nó khoảng 300.000 thôi. Thì cái này em sẽ làm cái quà tặng cho cái tháng 3 này nhé. Đây các bác nhìn thấy này, thông số nó đây này. Đấy, cổng A này, cổng C này, output này, 12V này, 9V này. Đấy, em thấy là nó như thế này là có sạc nhanh mà. Rồi, bây giờ thử tháo cái cục này xem thế nào.
Bác nào mà nhận được cái quà tặng này thông cảm nhé, em phá nó xem thế nào. Đây các bác, sau một hồi vất vả các bạn, cậy mãi nó mới ra này. Ôi trời, quá mệt luôn. Cái này nó là một cục pin liền luôn các bác nhé. À nhìn này, đấy, bóc cái này là xem cái thông số nó bao nhiêu nào. Ôi trời, hơi bị chắc chắn một tí. Bị lừa rồi các ơi, bị lừa rồi. À không phải bị lừa các bạn, hai cục đây đây đây. Đây nhá, đây này, và em cậy mãi ra này. Thì đây các bác có thể nhìn thấy chữ này, 10.000 này, 10.000 MAH đây này. Đấy thì đây nó có hai cục các bạn, em cứ tưởng nó có một cục, thì một cục này các bạn nhìn thấy trong bên trong này, xa xa thì đây này, đây một cục này, trong bên trong sâu một cục nữa, có nghĩa là nó là hai cái cục 10.000 ghép lại nhé, em cứ tưởng là một cục cơ. Đây em sẽ thử tháo con ốc ra nữa xem nào. Ôi trời, đang là cậy cái này hơi mệt. Đây có một con ốc ở đây này. Đó. Cái cục pin này, cục pin ly ông các bạn, nó không phải là cục như kiểu là mấy cái mà hơi khó tháo. Em thấy là cũng khá là ổn đấy. Đây. Các bác có thể nhìn rõ được là nó có hai cục pin nhé. Đây, một cục này, hai cục này. Đấy, hai cục 10.000 ghép lại. Ở đây nhìn thấy các bác nhìn này, cái mạch của nó em thấy nó cũng khá là ngon, có một cái con IC chắc quản lý dòng ở đây. Đó. Cái linh kiện của nó ấy, em thấy khá là ổn các bạn, đây các bác nhìn thấy này. Đó. Cổng A này, C này, B này. Bốn cái đèn LED này, ấn vào xem nào. Đó, vẫn sáng này. Đó. Đó thì các bác có thể thấy cái linh kiện bên trong của nó khá là ổn. Tuy nhiên thì cái vỏ của nó thiết kế hơi xấu tí thôi, hơi thô. Em nghĩ là cục này dùng cũng ổn đấy. Có 300.000 mà. Ok, thế là các bác hiểu rồi. Kệ cục mạch quá các bạn. Hai cục 10.000 giao lại nhé. Rồi ok, chào các bác.